cái cũng à cũng đưa cái hình của anh này lên như là tiêu ấy. Ồ, mình cũng biết xong rồi cái ngay buổi sáng hôm đó mình đọc được cái tin đó, cái chiều của ra chạy hồ bơi nó hồ bơi viện trưởng đó coi nè đó ha thằng này cái gì mà báo đủ nam tin mà đi nuôi gái cá cái gì mà không nghiêm du học rồi hoài. Thôi giờ quay lại vấn đề chính nha bạn. Vậy là bạn có cái chương trình gì đặc biệt cho các sự kiện người cá của Tiêu Un tổ chức tại câu lạc bộ Lan Anh không nè? Bắt đầu từ ngày mai trong 3 ngày là sẽ tặng cái món gà khổng lồ của chính quyền. À, đúng rồi, một cái bài đó trên 4 khách. Rồi 4 khách trở lên là được sưu tặng món này. Ừ. Rồi bởi thì cái chương trình thì nó Tiêu Un tự hoạt náo đi. Ừ. Vậy giờ bạn có thể cho mình biết là có sự kiện gì cho Tết Tây này không nè? Để mình lên chương trình cho câu lạc bộ người cá 500 đệ tử của mình tham dự luôn nè. Đấy. Chào 2017 đón 2018 về. Đấy, cũng là cái câu sự quan chương trình Tết năm nay. Tết năm nay sẽ là hơn Tết năm xưa luôn đúng không? Đúng rồi. Chưa bao giờ có luôn đúng không? Đúng rồi. Bây giờ tôi sẽ nói cho các bạn hiểu rõ. Câu lạc bộ Lan Anh chính là ngôi nhà thứ hai của mình ở Sài Gòn đấy. Tiêu đã sinh hoạt giải trí và làm việc ở đây suốt một khoảng thời gian rất là dài. Là từ khi nơi đây thành lập thì Tiêu đã xuất hiện và bắt đầu rèn luyện bơi lội. Từ đó đến giờ cũng hơn 15 năm ở đây. Chỉ còn một tuần nữa thôi Tiêu sẽ kết thúc sự kiện tặng quà hàng tuần để chính thức trở lại với công việc của một người cá bảo vệ động vật. Cũng không thể ăn chay trường như trước nữa mà sẽ là ăn uống tùy duyên, ai cho gì ăn đó, nhưng không bao giờ giết hại động vật. Tiêu Un sẽ phải vào rừng sâu, phải làm việc gần gũi hơn với động vật. Nên sự kiện người cá sắp tới muốn tham gia, bạn phải đăng ký trước. Và chỉ những ai mua đuôi tiên cá của Tiêu Un mới được dạy bơi người cá miễn phí, tham gia cuộc thi ảnh đẹp người cá quốc tế trị giá hàng chục triệu đồng và có cơ hội làm đại sứ bảo vệ động vật giống Tiêu Un. Nếu ở Sài Gòn thì tất cả sự kiện câu lạc bộ tiên cá sau này sẽ diễn ra vào thứ sáu tại câu lạc bộ Lan Anh là chủ yếu. Còn thứ bảy, chủ nhật thì có thể tổ chức ở những nơi khác. Nhưng mà Tiêu Un vẫn muốn làm ở Lan Anh hơn, vì ở đây Tiêu Un sẽ có rất nhiều ưu đãi. Tôi vừa là khách hàng cũng là đối tác làm website phần mềm quảng cáo cho nơi đây. Chắc chắn tương lai sẽ có một show ca nhạc hay là nhiều chương trình giải trí của Tiêu Un tổ chức hoành tráng tại sân khấu Lan Anh này dành cho các người cá, chứ không làm cho người thường như trước nữa. Và có rất nhiều hoạt động thú vị đang đón chờ các bạn người cá đến với Tiêu Un. Bắt đầu năm 2018, sự kiện người cá của chúng ta phải tổ chức chuyên nghiệp rồi. Oh yeah! Tới tầng 39 các bạn mới chịu xuất hiện đấy à. Oh yeah yeah, thêm một bạn nữa. Anh Tiêu Un ơi, anh Tiêu Un có người mua đuôi cá. Ai mua đuôi cá? À, em muốn làm người cá hả? Ok luôn. Trời ơi, giờ tới tầng 39 rồi mới chịu làm người cá. Rồi lên, mời ông đĩa lên 39 làm người cá. Mời bạn vô nhà. Sao đến kịp lúc quá vậy? Bây giờ em muốn làm người cá đúng không? Bây giờ tôi đang suy nghĩ chọn món quà cho bạn người cá Simba. Ủa em cũng mua quà cho bạn đó nữa. Chắc tôi tặng cho bạn ấy một cái vây bơi cá heo. Bỏ vô chung luôn nha. Quà cáp đồ. Rồi mời các bạn vô. Giờ được thành người cá rồi, chúc mừng nha. Trải qua bao sóng gió được làm người cá luôn rồi. Hai em nhỏ chào mấy chị đi cưng. Gì nhiều dữ vậy? Hai người trước đi. Ok. Con chơi bơi một hơi qua đây luôn hả? Chào mừng các bạn đến với câu lạc bộ tiên cá tuần 39. Các bạn người cá biến hình xong hết chưa? Rồi xuống thở nước 100 lần đi mấy bạn ơi. Rồi thoát lại rồi. Từ từ thoát
xuống họ nướng đi mấy bạn. Trà. À, bạn người cá mới bơi mà còn đeo mắt kính, các bạn phong cách dữ vậy ta. Kính bơi ra sao đeo mắt kính gì kỳ vậy. Rồi, thông báo với các bạn, đây là sự kiện quà tặng tuần này nằm trong 4 bộ sưu tập của Tion. Bạn này hình như tên là Phong. Có bao nhiêu bạn em? Nhiều lắm. Spotify nè, Lemodas nè, Apple Chat nè. Nhiều nha, không nhớ tên rồi. Một bộ có bao nhiêu bạn? Một bộ nè. Hình như 5 đứa bạn, mấy đứa bạn nha. Thì Tion đang giữ 4 bạn. Và hôm nay tôi sẽ tặng một bạn cho bạn nào may mắn. Rồi, phần thi sự kiện rất đơn giản, bạn nào bơi đúng kỹ thuật nhất sẽ được tặng. Rồi thôi, bạn nào bơi không đúng kỹ thuật miễn. Dù gì cho bạn này mới học làm người cá, mới biến hình làm người cá bữa nay đúng không, tôi sẽ có cái cách thi cho bạn dễ dàng hơn để bạn nhận được quà ha. Bạn chỉ cần bơi người cá được là được. Được không? Còn mấy bạn này là phải bơi đúng kỹ thuật ha. Không, tay ơi, chơi nước thở ơi. Không chơi bơi canh được em, tay ơi. Chơi sẵn không bạn? Rồi. Chơi tìm khóa báo đi. Các bạn đã sẵn sàng hết rồi đúng không? Chuẩn bị vô chương trình nha. Không, chị em không chấp nhận trò chơi này. Tới 7 giờ trò chơi sẽ kết thúc và làm sinh nhật của bạn người cá Simba, nên trò chơi này chúng ta chỉ chơi tới 7 giờ thôi. Thôi bạn Simba sẽ vô. Ê, bạn Simba cũng biết Abu. Kỹ thuật bơi người cá căn bản có 3 động tác: bơi, lặn lội. Mấy em có thể sử dụng một trong 3 động tác đó đúng nhất. Cái nào mà mấy em thấy mình mà bơi đúng kỹ thuật nhất thì sẽ thi. Rồi, các bạn thở nước 100 lần rồi Tion sẽ quay lại. Tion qua nói chuyện với bạn Abu cái đã. Lâu quá, bạn Abu khỏe không? Khỏe. Không đi tập luyện tới sinh nhật mới xuất hiện ha. Có muốn nói gì với mấy bạn không? Dạ, do em bệnh quá cho nên em rất xuất hiện. Em bệnh mà nhìn em khỏe vậy luôn hả? Em mà không bệnh thì sao nữa ta? Còn dữ em mà không bệnh thì là em đi qua để em tập luyện rồi. À, giới thiệu với Abu, người cá mới sơ sinh. Em bao nhiêu tuổi? Chắc 6 tuổi không? Còn em bao nhiêu tuổi? Em 5 tuổi. Năm nay em lên lớp mấy? Là. Còn năm nay em lên lớp mấy? Wow, năm nay lên lớp 1. Anh tưởng em 5 tuổi luôn á. Rồi, bây giờ bạn Abu có muốn biến hình người cá không? Dạ, em để quên đuôi ở nhà. Vậy hả? Vậy bạn Abu vô ngồi đợi mấy bạn thi sự kiện rồi hồi mấy bạn lên chúc mừng sinh nhật Abu nha. Các bạn thở nước 100 lần hết mới được chơi nha. Xuống, thở nước luôn đi em. Được. Thở nước 100 lần xong rồi chúng ta sẽ thi sự kiện. Xong rồi chúng ta sẽ chơi sinh nhật với bạn Abu Simba. Bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Điểm danh nào? Bên đây là bạn gì? Ta là. Tôi đi. Ở nhà em tên gì? Ở nhà em tên Pepsi. Pepsi. Bạn này là bạn là người cá Pepsi nha các bạn. Giấu tên luôn. Rồi. Rồi còn bạn này bên này. Người cá Dung. Người cá Dung là bạn này tên gì? Người cá Minh. Người cá Minh đúng không? Bây giờ mấy bạn sẽ cùng nhau bơi qua bơi lại một vòng. Tion sẽ kiểm tra bạn nào bơi đều nhất mới được thi. Bạn nào mà
bơi không đều chung với các bạn sẽ không được thi. Và nếu được dẫn đầu bơi nhanh quá thì thôi là loại, không là phải đợi bạn. Nói chung là các em không được cách xa nhau quá 1 mét. Sự kiện tiên cá tuần 39 này thật ra là rất đặc biệt, không chỉ vì sinh nhật của người cá Simba, mà Tuyun sẽ bật mí cho các bạn biết một pháp môn tiếp theo để trở thành tiên cá thật sự, đó là pháp luân công. Tuyun muốn các bạn người cá thở nước nhiều 100 lần để xem các bạn có khả năng làm chủ được hơi thở của mình tốt chưa. Nghĩa là hơi thở khi hít vào và thở ra nó có độ dài và ngắn như nhau. Nhưng thấy các bạn vẫn chưa làm tốt được, chưa kiểm soát được hơi thở của mình thì làm sao hiểu được gì về thế giới. Tiếp đến, Tuyun cho các bạn thi bơi đều với nhau để xem khả năng quan sát và kết hợp hơi thở cùng với động tác của các bạn có ăn khớp với nhau hết chưa. Thì ai làm được tốt chắc chắn có khả năng thành tiên cá rất cao, vì đã lĩnh ngộ hết 100% bí mật để học về pháp luân công luôn rồi đó. Trò chơi xin được phép bắt đầu nha. Để mắt kính hết chưa? Abu, bạn Simba sẽ làm trọng tài nha. Rồi, bắt đầu tính điểm nè. Không cần phải múa may quay cuồng như các bài quyền trong pháp luân công, mà chỉ cần các bạn điều chỉnh được hơi thở và động tác hài hòa, kết hợp quan sát các bạn khác bơi đều và nhất quán đến từng chi tiết, chắc chắn bạn sẽ thành tiên cá. Từ tuần 1 đến tuần 39, Tuyun luôn muốn các bạn chỉ làm đúng 3 kỹ thuật, đó là bơi, lặn và lội của người cá. Cũng vì như vậy, đạt đến trình độ hòa hợp hơi thở, động tác của mình với quan sát được mọi vật xung quanh mà không chút phiền não thì bạn đã là trùm cuối của pháp luân công rồi. Tập luyện trên bờ không bao giờ đưa các bạn đến trạng thái của sinh tử, chỉ có ở dưới nước mới giúp bạn nâng cao khả năng tập luyện. Mặc dù pháp luân công trước kia ở Trung Quốc người ta học để nâng cao sức khỏe, nhưng bị chính phủ cấm bởi một số người khỏe mạnh chưa thỏa mãn, họ muốn những khả năng cao siêu hơn, đó là thần thông của tiên Phật. Có người đi được trên mặt nước, có người biến được từ nơi này qua nơi khác. Tự nhiên một quốc gia đào tạo ra toàn siêu nhân, không ai muốn ăn thịt động vật nữa, ai cũng muốn ăn chay, ở nhà không chịu đi làm nữa mà chỉ lo tập luyện pháp luân công, khiến cho nhiều công ty, doanh nghiệp phá sản, nhân viên bỏ việc, rồi ngay cả những người làm quân nhân, chính trị gia cũng từ chức về nhà tập pháp luân công. Thế nên môn này bị nhà nước cho là tà đạo, khiến cho cái thiện nó phát triển hơn cái ác. Tuyun đã nói với các bạn rồi, cõi này là cõi dục, nghĩa là phải có thiện ác phân tranh, cái thiện và cái ác lúc nào nó cũng phải ở giữa, cân bằng với nhau thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cái thiện mà nhiều hơn cái ác chắc chắn sẽ có đổ máu xảy ra, và ngược lại cái ác nhiều hơn cái thiện cũng như vậy, tận thế luôn. Thế là bị nhà nước cho là tà đạo, giết hại những người tập pháp luân công, lấy nội tạng của họ. Còn Tuyun hôm nay vì lời hứa mang lại bình yên cho thế giới và bảo vệ động vật, Tuyun cũng chả có luyến tiếc gì cái thế giới này, cũng chả muốn sống lâu hơn để làm gì. Tuyun biết cái thân vay mượn này xài hết rồi mình dục, mình đổi cái thân mới, mình đến thế giới khác, nên Tuyun không ngại cho các bạn biết. Tuyun muốn chỉ cho các bạn người cá cách thành tiên cá cuối cùng, ít ra thì phải bơi, lặn, lội, 3 kỹ thuật căn bản tốt, thiệt là tốt. Vì khi đã chú tâm vào hơi thở, quan sát hơi thở và từng động tác của mình một cách nhịp nhàng, rồi kết hợp quan sát với mọi vật diễn ra xung quanh, như là bơi đều với các bạn người cá nè, cái động tác của mình đã hòa hợp vào chung cái động tác của bạn người cá khác rồi, thì mình mới có thể bơi đều được với các bạn ấy. Giống như pháp luân công là muốn mọi thứ trở thành một thể duy nhất, là không còn phân biệt nữa mà thành một thể thôi, cái gì cũng là một cái duy nhất thôi. Người nam và người nữ không còn phân biệt, không còn phân biệt giàu nghèo nữa. Đạt đến những cái khả năng cao hơn về sức khỏe, tự nhiên trí tuệ của bạn sẽ sinh ra, bạn sẽ bỏ hết được những cái ham muốn tầm thường, bình thường và chẳng cần gì cả. Đó là lợi ích của pháp luân công mang lại, gói gọn vào chỉ 3 động tác: bơi, lặn, lội, kết hợp quan sát hơi thở của mình và mọi vật xung quanh. Đó là bí mật của pháp luân công mà Tuyun muốn hướng dẫn cho các bạn. Giống như bạn là Tuyun, Tuyun cũng là bạn, chúng ta cũng như nhau, có gì đâu phải tranh chấp. Bạn hiểu rõ Tuyun như Tuyun hiểu rõ các bạn, một cách chân thật không giả dối. Nhớ nha, muốn thành tiên không cần phải tập luyện pháp luân công, chỉ cần bơi người cá đúng cách là được, là sẽ có được tình yêu của tất cả muôn loài và trở thành tiên cá biết tất cả. Còn hôm nay, những bạn nào tập bơi mà chưa được
không bơi đều đồng đội với nhau được thì Tiêu sẽ không có quà tặng sự kiện gì cho các bạn ấy nhé. Vòng này thì thấy bạn này là làm đúng nên sẽ loại bạn này ra. Chỉ còn mấy bạn khác kia thi thôi, là Tara tốt rồi nè, em cũng tốt nè. Rồi bây giờ những bạn nào mà chưa được vô sự kiện thì mời qua bên này thi tiếp. Tới 7 giờ thôi đó nha. Được chơi là có quyền bơi chung nhưng mà mấy em thắng rồi nên tới 7 giờ là mấy em được chơi thi sự kiện. Còn tới bây giờ mới sinh nhật em. 7 giờ. Em mới đợi với bạn mà. Rồi bây giờ. Em đi lại đi. Em có đợi với bạn mà. Cái đu cá em nói luôn đi. Em có đợi với bạn. Nhưng mà em bị loại rồi. Anh Tiêu ơi, là sao em là đệ tử thứ mấy rồi? Đệ tử thứ mấy hả? Giờ nhiều quá rồi. Giờ hơn 400 bạn rồi anh không nhớ nữa. Tại anh mới dạy mấy chục bạn người nước ngoài nữa. Thấy có hai, có ba bạn rồi đúng không? Ủa em bị loại. Ê mà sao Việt Nam đâu ai dạy người cá được đâu ha? Đâu ai có bạn người cá quốc tế đâu dạy đúng không? Em bị loại luôn hả? Em có cá Jessica chứ là người cá tường quy thôi. Phần thi tiếp theo sẽ là mấy em bơi nối đuôi nhau thẳng một hàng luôn, không có nói kiểu kia nữa. Bạn nào mà cách xa quá 1 mét là sẽ bị loại. Rồi. Bây giờ phần thi tiếp theo là có bạn Pepsi, bạn Tony, bạn Ben. Thôi, đừng có đặt tên đó nữa. Tên em đặt. Pepsi mà. Không, mình đổi tên khác đi. Thôi, em Pepsi, gọi Pepsi luôn đi. Rồi bạn Minh, Mai Si và bạn Minh. Các bạn tập trung chưa? Tới 7 giờ mà các bạn mà không được chọn vô sự kiện là bị thua đó. Là bị loại, là không được thi tặng quà đâu á. Tới 7 giờ thôi đó. Ở đây là còn 5 bạn nè. Rồi bây giờ các bạn phải bơi nối đuôi nhau thẳng một hàng luôn nha. Hả? Bơi bao nhiêu nhịp cũng được. Nói chung là nối đuôi nhau không được cách xa 1 mét. Bây giờ là bạn này cũng là bạn bơi đầu tiên nha. Em bơi thẳng hàng qua rồi hoành về nha. Mấy bạn sẽ bơi theo em á. Em bơi gì đúng không? Ừ. Rồi bơi theo thứ tự này đi. Bạn Minh nhỏ tuổi nhất hả? Rồi vô nè. Bạn vô. Rồi Mai Si vô rồi. Minh vô ha. Nhanh lên. Chúc mừng các bạn nha. Rồi tất cả các bạn được thi sự kiện hết nha. Bây giờ đúng 7 giờ rồi, Tion sẽ có một trò chơi này cho các bạn nè. Chơi nói chuyện với nước. Chơi nói chuyện với nước dễ đúng không? Thôi, Tion sẽ ra trò này rất vui. Hát chúc mừng sinh nhật bạn Simba dưới nước. Bạn nào mà hát được một bài chúc mừng sinh nhật trọn vẹn dưới nước, bạn đó thắng. Mà lấy cái hơi miễn sao tôi thấy là hát đủ được một bài thôi. Nè xuống đây tôi làm mẫu cho nghe nè. Hát được một bài, bạn nào mà hát được nhiều nhất là bạn đó thắng nha. Bắt đầu nha. Về cho bạn Simba coi luôn. Nè. Bạn nào muốn thi trước? Tôi sẽ làm ban giám khảo
cô The Voice người cá. Em hết đồ cho em rồi cô. The Voice mà mày. Bạn nào thi trước? Cho cho bạn Ben trước không? Bạn Simba. Dạ được, anh Ben thi trước. Rồi xuống đây hát chúc mừng sinh nhật Simba nha. Các bạn ngồi, các bạn cùng xuống nước để nghe bạn người cá Ben hát. Benjamin xong tới cá. Rồi, đếm 1 2 3 là Benjamin phải xuống nha. Rồi. 1. Bây giờ bây giờ là tới phần thi của bạn Benjamin. Rồi, 1 2 3 bắt đầu. Rồi bạn Benjamin vừa hát xong một bài Happy Birthday rất là vui, hát giống như là con gà nó cục tát vậy, nó gì nè. Happy Birthday. Happy Birthday. Giống như con gà đang mổ thóc vậy đó. Rồi bây giờ anh Tu ơi đây. Hát được chọn một bài rồi, bây giờ tới phiên ai nữa? Hát một cá Messi. Người cá Messi hát ha. Rồi số 1, 2, 3 Messi bắt đầu. Rồi Messi không hát được một bài sinh nhật trọn vẹn. Mà cho bạn này, bạn tạt nước vô em hả? Đừng có phá bạn nha, em phá là anh loại em luôn á. Thi lại. Còn em thi được rồi thì em qua một bên. Để vô đây bạn Messi, cái chỗ này của bạn Messi. Ra ra ra. Em muốn nghe thì em đứng gần thôi. Để lúc này cuộc thi của bạn Messi rồi. Còn em nữa. Sao em già dữ vậy? Em đâu ra vậy? Trời ơi. Cá mới. Cá mới xuất hiện nữa. Em bị nước vô mắt. Nước vô mắt rồi, qua bên kia để tiếp bạn Messi thi. Trời đất ơi. Nếu mà hát được chọn sẵn sàng chưa? Là tới chị. Rồi, các bạn nghe bạn Messi hát tiếng gì nha. Hồi nãy là bạn Benjamin hát chúc mừng sinh nhật tiếng gà rồi đó. Giờ tới bạn Messi nè. 1, 2, 3. Bạn Messi cũng hát được một bài trọn vẹn. Rồi tới bạn nào nữa? Dạ, bạn Thiên Dung. Bạn Thiên Dung, mời bạn Thiên Dung vô. Rồi bạn Dung cũng hát được Happy Birthday rất là hay luôn. Rồi tới phiên bạn nào? Bạn Mona. Còn ai nữa? Qua ai? Minh xuống nước hát nhanh lên. Rồi bạn Minh bỏ cuộc hả? Ben đừng có làm hư chương trình, người ta đang thi cứ thi lại. Cô có đi chơi game show nhiều mà đúng không? Có ai chơi game show kêu thi lại không? Ai là người cá thợ lội? Hả? Chơi giỡn rồi. Cái gì Minh hả? Mình để sau đi. Bắt đầu 1, 2, 3, mời Tony. Bạn này hát mà có nhả chữ giống như là ca sĩ nữa. Có lấy hơi nữa hả? Rồi tới phiên bạn nào? Tion thấy là tất cả các bạn đều hát được hết rồi, cho dễ dữ. Rồi tới phiên bạn này đi ha. Sinh nhật bạn nào? Simba. À, sinh nhật con hả? Hôm nay sinh nhật Simba. Chúc mừng sinh nhật con nha. Chúc mừng sinh nhật con, hát một bài birthday với nước đi. Rồi, em vô. Được hả?
con là tiểu. Tôi có nghe giọng hát của em nhưng mà nó rất nhỏ và yếu. Trời ơi, cái thân hình của em bự như vậy mà sao giọng em nhỏ như vậy? Nó đang bị âm giả mà. À, vậy hả? Vậy là cần phải tập luyện nhiều nha mới có giọng hát hay. Bơi một nhịp để nó hết bệnh. Rồi, bạn Minh xuống đi. Em mà hồi nghe cái bạn người cá Tara về hát sinh nhật là em nghe không có rõ đâu nha. Phải phóng lớn âm thanh của bạn ấy lên 100 lần mới nghe được. Hát giống như đọc kinh vậy. Dạ. Đẹp 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 đẹp. Hát như đọc kinh vậy em ơi. Nói chung là anh nghe được em hát. Không giống như là đang đọc chữ vậy chứ không phải hát luôn á. Rồi. Ở phần thi này chúng ta sẽ lại bạn Minh ra bài hát tiếp theo, bởi vì tất cả các bạn đều làm được mà có một món quà phải tới bài hát tiếp theo chứ. Bài hát tiếp theo mời các bạn hát bài Bắc Kim Thang. Được không? Bắc Kim Thang nha. Ai bắt đầu? Nè, Tion hát trước cho các bạn nghe luôn nha. Xuống đi. Hát bài Bắc Kim Thang, ai hát dài nhất hết được nguyên bài là người đó thắng á. Mà em trước đi rồi tới em cho. Rồi ai? Em. Một. Rồi cho em hát. Rồi vô bờ. Người cá mai xây để xíu đi. Có muốn lấy quà không? Rồi ai? Xin mời bạn người cá Dung hát. Bạn Dung hát được tới chú bán dầu nha các bạn. Rồi tới phiên ai nữa nè. 1, 2, 3 bắt đầu. Bạn này hát được tới kèn. Đánh trống thổi kèn. Rồi tới phiên bạn nào nữa. Rồi. Simba đề xuất bạn Mai Si thi. 1, 2, 3. Bạn này hát được chú bán dầu qua cầu bị té. Cái thùng bạn đuối luôn, bạn hết hơi luôn. Rồi tới phiên ai? Chỉ cần nghe mấy em hát dưới nước thôi, tôi không biết người đó giữ hơi tốt hay không rồi. Bạn nào mà giữ hơi càng tốt dưới nước sẽ hát được rất hay và rất dài. Rồi bạn này đi. Anh này chưa? Lấy hơi đi. 1, 2, 3 bắt đầu. Bạn này vừa hát hết một bài tò tí te tò te. Rồi tới phiên ai nữa? Dạ, em muốn nói. Anh 6 tuổi. Em 6 tuổi, vô. Rồi bạn này hát được tới chữ bí rợ nha các bạn. Rồi về ở đợi cho bạn này luôn đi. Bạn này hát dài quá. Bắt đầu vô tiếp tục. Tới phiên ai?
Bạn này hát được tới chú bán ếch ở lại làm chi? Kết thúc chương trình sự kiện người cá hôm nay, Tion xin tuyên bố. Bạn nào cũng thua trừ bạn người cá Tony đã giành chiến thắng một con búp bê Bonnie mà là cô gái nha các bạn nha. Thấy chưa? Tương thông báo cho mấy em biết nha, nếu mà tập luyện hát trong nước mấy em sẽ có hơi dày và đẹp và hát hay hơn cả ca sĩ. Em có tố chất làm ca sĩ bởi vì hơi em rất dài và hát chữ rất rõ trong nước. Trò chơi mà thua rồi cứ làm lại. Thấy chưa? Đó là lý do mà tại sao mấy cái mỹ nhân ngư dưới nước đó hát hả, làm cho mấy thủy thủ bị mê hoặc đắm tàu chết là vậy, bởi vì hát quá hay. Rồi hôm nay là sinh nhật của bạn người cá Simba và ở đây là có mấy bạn người cá đến chung vui với bạn Simba. Em giới thiệu tên đi. Em tên là Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật bạn Simba nha, các bạn chịu không? Hát chịu. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Rồi bây giờ bạn Simba có muốn nói gì với các bạn của chúng ta không? Dạ có. Mấy bạn ơi, hôm nay sinh nhật mà mình rất là vui. Khi mà mình được làm người cá, khi mà mình được gặp tôi ơi, mình rất là vui. Có gì đó? Khi mà gặp người cá tiêu thì là mình thấy trên mạng có người cá đi đà với lại người cá Macy, với lại anh Benjamin, với lại người cá Thiên Dung, với lại người cá Tony. Vậy em nói cho mấy bạn trên thế giới biết làm người cá vui không nè? Làm người cá thật là vui. Yeah. Rồi bây giờ chúng ta tiếp theo sẽ làm gì đây bạn Simba? Tiếp theo mình sẽ đi ăn sinh nhật. Oh yeah. Rồi bây giờ các bạn người cá ơi, chúng ta cùng đi ăn sinh nhật của Simba nào. Em không dám đâu. Em ra ngoài trước nha. Đây. Đi mà ai nói nói anh em nào. Có em nào bị lạnh không? Có bạn nào bị lạnh không? Anh đây ơi, khi mà em đi bơi với ba em á, là em thấy Tiun có nhiều fan nhỏ, là Tiun là lúc phải ở dưới nước á. Vậy mà giờ chưa có bạn nào làm được đâu. Bây giờ chắc Simba phải cố gắng tập luyện để làm được lắm tay như nước nha. Ba mẹ. Thôi trao quà luôn nè. Em sẽ để trong tủ kính. Ồ, em cũng được tặng quà Wishy nữa ha, ai tặng cho em vậy? Dạ chị Macy. Wow, đã nha. Dạ vừa trọng tâm nữa. Vừa trọng tâm của em luôn hả? À, cái này chị có nè. Siêu siêu. Ai cho tôi nữa? Rồi, giờ mình sẽ dọn bàn ha. Tuần sau có tặng gì không Macy luôn rồi. Hả? Tuần sau có. Không. Chỉ có tuần này, còn 2 tuần nữa, còn tuần 40 với 41 nữa hả? Là tôi hết tổ chức sự kiện hàng tuần rồi. Mấy bạn muốn đến phải đăng ký. Cuốn vô càng nhiều rau mới ngon nha các bạn ha. Rồi, sẵn đây tặng cho bạn người cá Simba vây bơi cá mập.
Cảm ơn Tí Hương. Biết bay bơi cá mập không? Dạ biết. Bay bơi cá mập, món quà hơi bị trị giá đó nha. Đem bên Mỹ qua cho Simba đó. Dạ. Hấp dẫn quá ha, ngon ha. Ngon là giờ thấy làm người cá sướng không? Một tháng ăn sinh nhật mấy lần, chịu nổi không? Trời, cái miệng này ăn ngon dữ rồi ta. Chấm nước mắm vô. Sinh nhật ai? Quà để sẵn rồi mà. Thế tặng cho Ben một đôi giày róc gì rồi mà. Ừ, dĩa nào sạch dĩa đó nha, để dọn dẹp cho nó dễ. Giống như cái dĩa này là chưa sạch, mấy em làm sạch hết cho Tuyền rồi mới qua dĩa mới.